Xin chào cả nhà, bữa nay mấy anh em là theo chân mấy bạn này đi ha, coi mấy bạn câu cá. Thì đây ở một số cái miền quê ở miền Tây thì thường là có một cái loại cá bóng mà nó rất là thích ăn cái con giun đất, mình gọi là con trùng, trùng đất, trùng cơm như quý vị ha. Này đây là cách một số thanh niên người ta làm, người ta chẻ cái cọng lá dừa ra, sau đó người ta luồn cái cọng chỉ, sau đó xe lại một cái. Còn em thì em thường là em gặp cọng lá dừa là một cái một là xong ngay đó. Thì mà sau khi mình xỏ cái cọng chỉ vô rồi là mình sẽ bắt đầu mình luồn con trùng. Thì tùy quý vị nha, một số bạn là luồn để dài, còn một số bạn thì cột lại thành cái hình vòng tròn giống như hình chữ O. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình chọn những cái cây cành trúc, cành tre hay kia cũng được, miễn sao nó thẳng, hơi cong cong cũng được, đầu nhỏ sao cho nó gọn gàng là mình đi câu thôi quý vị. Thường là câu cần trúc thì nó sẽ độ dẻo của nó sẽ ngon hơn. Mình con cá lớn cá nhỏ gì mình cũng giật được hết trơn trời. Còn con mấy cần mà cứng quá thì mình giật, nhiều khi con cá nó không có lên được bờ thôi quý vị ha, nó bay đi nó tiêu luôn. Với quý vị nói thẳng với quý vị là điều này là con cá bóng dừa thực sự thì thịt của nó ngon thì cũng có ngon thiệt, nhưng mà đúng ra là cái mình câu nó sướng hơn quý vị ơi. Mình câu nó là mình giật lên là cái cảm giác nó do mót lắm, nó đã lắm, nó giống như là mình cái đó là cái điều giống như một cái điều ước của mình mà nó thành hiện thực vậy. Thả xuống mà chỗ nào có ảnh là ảnh lưng tưng à, là còn không có gần dẫu ảnh mà mình chưa thả tới cái bọng đúng của ảnh là ảnh bắt đầu ảnh quậy nước động, nhất là những lúc mà nước đang gọi là những lớn á, mình gọi là nước nó mới bò vô trong mương á. Những cái bụp lá dừa á thì mấy cái con cá này nó hay ở, nên người dân ở đây người ta gọi là con cá bóng dừa, một loài cá bóng ha. Có thể nói là cái loài cá này nó cũng rất là phàm ăn, cho dù giật mà có rớt tở xuống mương á thì mình chút xíu là mình câu lại nó vẫn ăn nha quý vị ha. Và đặc biệt là khi mà mình câu nó hay có cái hiện tượng người là nó ăn giữa chừng cái, hoặc là nó rớt, nó không có vô được thùng mà nó rớt xuống cái hang, nó rớt xuống cái hang đất thì nó chui theo cái hang đó, nó trốn đi luôn, lớn nước lớn bắt đầu nó sẽ đi xuống nước và nó sẽ trở thành cái con cá khác, nó sẽ lớn dần lên ha. Và cá này cũng rất là ham ăn, nó ăn được là nó ăn hoài, rồi nó kéo cả bầy cả đàn nó lại ăn luôn ha quý vị ha. Câu sướng lắm đó. Nó rất là làm cho mình cảm thấy rất là hào hứng, rất là phê. Giờ ở dưới quê thì con trùng đất nó cũng có một số chỗ không, thì anh em còn phát hiện ra một cái loại nữa là con hà biển nha quý vị ha. Con hà biển mà mình luồn vô mình là câu là cá nó lên nó ăn dữ lắm quý vị ơi. Thì mấy cái loại cá này câu nó về cái mình đem gì mình chà với lại lá xả, chà với lại lá tanh cũng được, miễn lá gì cỏ gì nhám nhám là mình chà nó sẽ nó ra sạch chạch trơn đó. Thì mình sạch chà bóng xong rồi thì mình có thể là mình một là mình cắt đầu cắt đuôi lấy ruột ra rồi mình nướng ăn cũng được, hoặc là nấu canh bù ngót, rồi hoặc là nấu canh mấy cái loại cá rau tập tàng đó, ăn ngon lắm quý vị ơi. Và đặc biệt câu cá bóng dừa ở miền quê thỉnh thoảng cũng chúng tôi cũng còn bắt được những cái chú tôm nữa quý vị ha. Rồi hay là một số cái loại như là cá lóc hoặc là cá trình hay là lương á quý vị. Ở miền Nam tôi gọi là con lương, ngoài Bắc mình có thể gọi là cá trình gì đó. Thì những cái loại này á, nếu mà mình câu mình để gần quý vị, nó cũng ăn luôn nha quý vị. Thì lúc mà câu như thế này mà bắt lên được thì rất là hay. Mình có vợt thì mình bắt lên nó dễ hơn quý vị, còn không có vợt thì mình phải lội. Giờ đây là kết quả sau một tiếng mấy đồng hồ của mấy anh em thì cũng được mớ bộn bộn. Rồi cá này mình đem mình chà xong cái mình tùy chế biến ha, mình có thể kho khô hoặc là nấu canh rau ngót ăn cũng được. Giờ xin chào cả nhà và chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, và hẹn gặp lại cả nhà trong video gần nhất. Xin chào.